Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thành phố thông minh đang là xu thế phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng quản lý đô thị. Tại Việt Nam, bắt đầu có những đô thị phát triển theo hướng tiếp cận với những mô hình thành phố thông minh tiên tiến, hướng tới ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông vào cuộc sống. Trước khi đến với nội dung thành phố thông minh cần sự kết nối của các giải pháp thông minh, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Mai Hạnh điểm qua một số yếu tố để xây dựng đô thị thông minh ở nước ta. Tại hội thảo đô thị thông minh cách đây không lâu, nhóm sáng kiến Việt Nam xác định xây dựng đô thị thông minh cần phải có mô hình, mục tiêu cụ thể. Ví dụ, để điều khiển giao thông thì ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh còn có hệ thống giám sát từ bãi đỗ xe, hệ thống các loại xe. Chưa kể, tất cả thông tin này cần phải được trung tâm điều khiển cung cấp trên các ứng dụng công nghệ thông tin để người dân có thể cập nhật ngay lập tức. Tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ điện toán đám mây, hạ tầng viễn thông, mạng 3G, 4G để có thể kết nối mọi nơi, mọi lúc. Với việc xây dựng đô thị mới như hiện nay thì cần thêm khoảng 30% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng mới có thể trở thành các đô thị thông minh. Để xây dựng đô thị thông minh cần có cơ sở pháp lý cũng như nguồn vốn đầu tư thích hợp. Xây dựng các mô hình thành phố thông minh kiểu mẫu dựa trên kinh nghiệm của quốc tế như các mô hình đô thị thông minh của Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo cáo của nhóm nghiên cứu sáng kiến Việt Nam, thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Việt Nam và cũng là một trong 33 thành phố trên thế giới được tập đoàn IBM hỗ trợ phát triển dự án thành phố thông minh. Hiện tại cũng có nhiều thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ cũng đang áp dụng công nghệ thông tin, hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để xây dựng đô thị thông minh. Tuy nhiên, để hướng tới một quốc gia thông minh thì thành phố thông minh đang cần có sự kết nối của các giải pháp thông minh. Chiến lược quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam dự báo đến năm 2025, diện tích đô thị khoảng 15% diện tích cả nước, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 50% dân số, trong đó có khoảng 20 triệu người sẽ chuyển đến sống tại các thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực quản lý các đô thị là rất lớn. Vì thế, Việt Nam cần phát triển các đô thị theo hướng đô thị thông minh. Với tỷ lệ người sử dụng Internet ngày càng cao, chiếm hơn 50% dân số, cùng với số lượng thuê bao di động đạt khoảng 140 trên 100 dân, Việt Nam được đánh giá là có điều kiện hạ tầng để xây dựng các đô thị thông minh. Bên cạnh đó, việc hợp tác với các hãng công nghệ như IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, Qualcomm, Google, Facebook cũng đang được nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin viễn thông ở nước ta quan tâm để có thể đi tắt đón đầu, áp dụng ngay các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Trong tuần trước, Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông VNPT Technology thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã ký thỏa thuận sử dụng bản quyền công nghệ với Tập đoàn Qualcomm. Theo đó, VNPT Technology sẽ được phép sử dụng hàng nghìn bằng sáng chế có giá trị toàn cầu của Qualcomm để nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ. Ông Trần Hữu Quyền, Tổng Giám đốc Công ty VNPT Technology nhận xét. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, chúng tôi không thể không hợp tác với các hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Trong đó, Qualcomm là một trong những đối tác mà chúng tôi thúc tiến để được áp dụng những sáng chế, những công nghệ tiên tiến hàng đầu vào trong các cái thiết kế và phát triển sản phẩm của mình để từ đó mới có thể chinh phục được thị trường. Thực tế là cho đến nay thì VNPT Technology đã có được những thành công ban đầu, đã có được những sản phẩm chinh phục được thị trường đón nhận. Đến nay, Công ty Cổ phần Công nghiệp Công nghệ Bưu chính Viễn thông VNPT Technology đã sản xuất được nhiều giải pháp sản phẩm công nghệ thông tin có thể ứng dụng trong phát triển thành phố thông minh. Mô hình đô thị thông minh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được đánh giá là đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Thành phố thông minh còn được hiểu là thành phố sử dụng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông trong việc quy hoạch, quản lý và vận hành đô thị. Thành phố thông minh sẽ có những hệ thống đồng bộ kết nối quản trị đô thị theo từng lĩnh vực một cách thông minh. Tại nhiều nước phát triển, khi xây dựng thành phố thông minh có ứng dụng các công nghệ giúp người dùng có thể thanh toán trực tuyến đạt tới 90% tổng phương tiện thanh toán thì đã giúp GDP tăng khoảng 1%. Vì vậy, theo ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cần phát triển thanh toán trực tuyến trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta phải xác định hạ tầng thanh toán ở Việt Nam được tốt, xây dựng được các trung tâm bù trừ tự động, xây dựng được các tiêu chuẩn về kỹ thuật về hạ tầng thanh toán để kết nối được tất cả các cái hệ thống thanh toán và các cái hoạt động về hải quan, về tài chính, về thương mại với nhau. Cái thứ hai là phát triển thanh toán trực tuyến trong thương mại điện tử. Thì chúng tôi thấy rằng cái này cần thiết là chúng ta cũng phải có những cái cổng có thể kết nối với cái cổng thanh toán.
Theo Hội Thẻ Ngân hàng, 90% doanh số thanh toán thẻ hiện nay là giao dịch tại các máy ATM, trong đó 85% là rút tiền mặt, khoảng 14% là giao dịch chuyển khoản và chỉ hơn 1% là sử dụng tại các đơn vị chấp nhận thẻ. Nhận định trước vấn đề phát triển thanh toán qua di động phục vụ cho phát triển đô thị thông minh, ngân hàng Tiên Phong Bank, TP Bank đã đi đầu trong xu hướng ngân hàng thông minh bằng việc ra mắt các giải pháp dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm máy VTM hiện đại có chức năng như một ngân hàng thu nhỏ. Nó cho phép người dùng thực hiện các giao dịch như nộp tiền, mở tài khoản tiết kiệm, mở thẻ bằng cách tương tác qua cuộc gọi video tới nhân viên giao dịch mà không cần tới ngân hàng. Ở Việt Nam, Tiên Phong Bank là ngân hàng đầu tiên triển khai giải pháp này. Dự kiến trong năm nay sẽ có khoảng 50 máy VTM được Tiên Phong Bank triển khai trên cả nước. Nhân sự kiện ra mắt máy VTM đầu tiên tại Việt Nam, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Tiên Phong Bank cho biết. Khi chúng ta thấy rõ ràng là nó có thể mở cửa 24/7, cái đấy là cái ưu việt nhất. Và nó cũng vẫn có thể thực hiện được phần lớn các giao dịch truyền thống cơ bản mà khách hàng cần. Và trong cái điều kiện như là ngân hàng nhà nước hiện nay thì cũng không khuyến khích lắm cái việc mà mở các cái chi nhánh nó quá nhiều. Nhưng mà cái việc mà đặt các cái máy như thế này thì chúng tôi cũng chỉ cần đăng ký với ngân hàng nhà nước thôi. Đấy cũng là một cái tiện hơn. Quan trọng là cái vấn đề là mình có cái nguồn lực để vận hành cho nó đầy đủ và thông suốt, cũng như là đảm bảo an toàn và hiệu quả. Chứ chúng ta cũng tính rằng là ví dụ nếu mà tính đầy đủ chi phí trên mỗi giao dịch thì chắc chắn rằng là các ngân hàng cũng chưa thể đảm bảo đủ chi phí được. Bởi vì ngay cả ví dụ như mỗi một cái giao dịch trên ATM thôi thì các ngân hàng hiện nay là cũng không thể cân bằng thu chi. Nhưng mà ở đây các ngân hàng cũng phải tính cái bài toán rằng là nếu so sánh với mô hình truyền thống thì các giao dịch ở đây nó hiệu quả hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn, thì cái đó cũng là nên đầu tư. Hiện cả nước có hơn 770 đô thị, trong đó gần 30 đô thị tương đối lớn với quy mô dân số từ 250.000 đến 1.500.000 người. Chưa kể, tốc độ đô thị hóa nhanh cộng với số người lao động từ ngoại tỉnh đổ dồn về các đô thị lớn khiến cho hạ tầng đô thị gặp nhiều trở ngại, nhất là vấn đề giao thông. Nếu như phương thức thanh toán trực tuyến, ngân hàng thông minh được phổ cập thì mới có thể ứng dụng giao thông thông minh. Có thể thấy, công nghệ thông tin được ứng dụng để thu nhận, phân tích và tích hợp thông tin, từ đó vận hành thành phố thông minh, đảm bảo từ việc bảo vệ môi trường, an toàn cộng đồng đến các dịch vụ đô thị, giúp cho kinh tế đô thị tăng trưởng và phát triển bền vững. Để có thể kết nối hạ tầng từ y tế, giao thông, giáo dục hướng tới xây dựng thành phố thông minh thì việc kết nối không dây là điều rất cần thiết. Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm tại Lào, Campuchia và Việt Nam đánh giá. Kết nối là cái yếu tố rất là quan trọng và đặc biệt là kết nối không dây. Và cái kết nối không dây để hỗ trợ cho Internet of Things nó khác với những công nghệ mà chúng ta đang dùng hiện nay. Trong cái thế giới Internet of Things thì cái đòi hỏi của kết nối không dây rất đa dạng. Cho nên là hiện nay chúng tôi là đầu tư vào tất cả những cái công nghệ kết nối không dây. Bài toán đặt ra trong việc phát triển thành phố thông minh ở Việt Nam chính là sự kết nối các giải pháp và hướng tới xây dựng một quốc gia thông minh. Có như vậy thì sự thông minh mới thực sự đem lại chất lượng cao cho cuộc sống của mỗi công dân và phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới.